Và ngày hôm qua, ca sĩ nhạc rap người Mỹ Kanye West đã đạt giải thưởng âm nhạc MTV Video được tổ chức ở thành phố Los Angeles của Mỹ. Đáng chú ý là tại đây, anh tuyên bố anh sẽ tham gia tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Kanye West năm nay 38 tuổi, vừa là nhà sản xuất âm nhạc, vừa là một ca sĩ nhạc rap. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò là nhà sản xuất đĩa hát. Từ đó, Kanye West đạt được những thành công quan trọng khi thực hiện sản xuất album The Blueprint của Jay-Z, cũng như nhiều bài hit của các nghệ sĩ khác như Alicia Keys, Ludacris, Janet Jackson. Phong cách sản xuất âm nhạc của West thường lấy những đoạn nhạc với giọng hát cao, lấy mẫu từ các bản nhạc soul, kết hợp chặt chẽ với tiếng trống cùng với tiếng nhạc cụ đã gây nên ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Trong phần cuối bài phát biểu lúc lên nhận giải thưởng tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2015, nghệ sĩ hip-hop đã tiết lộ kế hoạch bất ngờ của anh. Như nhiều fan hâm mộ đã yêu cầu và có thể các bạn đã đoán ra vào lúc này, tôi đã quyết định tranh cử ghế Tổng thống vào năm 2020. Chưa biết liệu nam ca sĩ này sẽ thu hút được bao nhiêu cử tri ủng hộ. Chỉ biết vào thời điểm này, anh đang là một trong những ca sĩ hát nhạc rap ăn khách nhất thế giới. Yes,